Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng kê của xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hải Dương tập trung thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020. Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình khó khăn trong kiểm soát chất thải nhựa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác tối đa hiệu quả mặt nước, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên phát triển nhiều mô hình nuôi cá nước ngọt quy mô lớn cho thu lãi trên 200 triệu đồng một năm. Tổng diện tích nuôi thả cá tại huyện Tiên Lữ là 460 ha với trên 2.000 hộ nuôi. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi thả với diện tích lớn trên 1 ha như gia đình ông Nguyễn Hữu Trấn ở xã Đức Thắng, anh Nguyễn Văn Kiều ở xã Minh Phượng, ông Vũ Duy Núi ở xã Hải Triều. Hầu hết các mô hình đều nuôi theo hướng khép kín, từ khâu cá giống đến cá thương phẩm. Mỗi ao nuôi đều chú trọng cung cấp oxy, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nguồn nước đảm bảo nên giảm thiểu dịch bệnh, cá phát triển tốt, chất lượng cao. Trung bình 1 ha ao nuôi cho thu lãi trên 100 triệu đồng. 7 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản toàn huyện Tiên Lữ đạt trên 2.000 tấn cá các loại cho giá trị kinh tế đạt 58,6 tỷ đồng. Nhờ sản xuất bằng hình thức canh tác hữu cơ, sản phẩm cam vinh và ổi lê của ông Trần Văn Thưởng ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được nhiều siêu thị lựa chọn. Sau 4 năm thực hiện tích tụ ruộng đất, biến đất bãi màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái như ổi lai lê, chuối, cam vinh. Đến nay, vườn cam vinh của ông Thưởng đã có 4.000 gốc cây, được chăm sóc tưới bón hoàn toàn bằng sản phẩm hữu cơ như bón phân vi sinh, tưới nước nhỏ giọt, năng suất cây trồng cao, chuẩn bị đến vụ thu hoạch. Các chuyên gia nông nghiệp của siêu thị VinMart đến lấy mẫu, kiểm tra chất lượng quả và đưa vào các chuỗi cửa hàng. Bên cạnh đó, sản phẩm ổi lai lê cũng xây dựng được chuỗi đầu ra tại các cửa hàng trong tỉnh và một số địa phương miền Bắc. Với 5,5 ha trồng cây ăn quả, ước tính mỗi hecta vườn cây của ông Thưởng cho thu lãi 400 triệu đồng một năm. Đây được xem là hướng đi tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp tập trung của người nông dân. Việc liên kết trong sản xuất đã và đang giúp cho nhiều hộ nông dân ở tỉnh Hải Dương có kỹ thuật sản xuất hữu cơ và được bao tiêu sản phẩm với giá thành cao và không bị tư thương ép giá. Gia đình ông Nguyễn Văn Tròn ở thôn Duẩn Khê, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn đầu tư làm 2.700 m2 nhà lưới để sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Ban đầu ông Tròn chỉ trồng rau, bí, bầu, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng ở địa phương. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế thấp trong khi đầu tư vốn làm nhà lưới lại lớn. Sau khi ký được hợp đồng liên kết sản xuất với tập đoàn Vingroup, gia đình ông Tròn trồng dưa lưới, trung bình một sào cho năng suất từ 7 tạ đến 1 tấn quả, trừ các khoản chi phí một sào dưa lưới cho thu lãi khoảng 15 triệu đồng. Mỗi năm trồng được 3 vụ. Theo ông Tròn, trồng dưa lưới cho hiệu quả kinh tế cao nhưng phải có mối liên kết chuỗi thì mới sản xuất được. Việc liên kết trong sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp là hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tích cực, luân canh tăng vụ nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam còn được biết đến là địa phương luôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiếp thu những mô hình sản xuất mới vào đồng đất, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân. Mô hình trồng kê của xã Nhân Nghĩa mặc dù mới là vụ thứ hai nhưng đã khẳng định được nhiều ưu thế so với cây trồng truyền thống. Trong một chuyến đi tham quan tình hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Nam Định, đến thăm tìm hiểu mô hình canh tác giống kê, những thành viên trong ban quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân Nghĩa đã nhận thấy những ưu điểm vượt trội của loại cây này. Quyết tâm đưa cây kê về gieo trồng tại đồng đất địa phương ngay sau chuyến tham quan học tập, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhân Nghĩa đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc họp tuyên truyền vận động nhân dân đưa vào gieo trồng thử nghiệm mô hình giống cây mới. Thực tế, từ vụ sản xuất đầu tiên, trung bình mỗi sào cây ở Nhân Nghĩa cho năng suất 140 kg trên một sào. Với giá bán 17 đến 18.000 đồng trên 1 kg, trồng một sào kê, bà con nông dân thu được từ 2.300.000 đến 2.500.000 đồng. Theo tính toán của những hộ trực tiếp tham gia sản xuất thì tổng chi phí cho việc gieo trồng một sào kê chỉ mất khoảng 150.000 đồng. Không chỉ chi phí thấp, nhân công cho việc gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây kê cũng không vất vả khó nhọc và không mất nhiều thời gian như cây lúa, cây ngô. So sánh với cây ngô thì đối với cây kê thì là thứ nhất là sâu bệnh thì là không có. Hai nữa là đối với cây kê thì chi phí thì thấp. Tổng chi phí là giống như hết khoảng 10.000. Thế về thu nhập thì cây kê vụ thứ nhất tôi đã thu thì là một tạ tư trên một xào. Thế thì giá là 18.000 thì cũng tương đương khoảng 2.500.000. Thế thì trừ đi thì cũng còn vào ngày công ấy thì cũng còn được gần 2.400.000. Từ 5 sào vụ đầu tiên đến nay, diện tích kê đã được bà con nông dân ở Nhân Nghĩa mở rộng lên hơn 1 mẫu. Với nhiều ưu điểm được rút ra từ thực tế sản xuất, cây kê sẽ tiếp tục được Nhân Nghĩa mở rộng trong các vụ tiếp theo. Hạt kê với hàm lượng dinh dưỡng cao là một trong những thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe, nên việc tiêu thụ sản phẩm này thuận lợi. Bà con nông dân Nhân Nghĩa có thể yên tâm đối với đầu ra của sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có chỉ thị yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo, các sở ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2019, kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục đào tạo mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết 29 Trung ương đã đề ra, thực hiện sắp xếp thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo, sáp nhập các trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tiến hành rà soát sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ ở các địa phương trong từng bậc học, cấp học, tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học, giảm thiểu học sinh vi phạm kỷ luật, tai nạn thương tích đối với học sinh, thực hiện việc đổi mới công tác khảo thí, tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, công bằng, khách quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì giữ vững kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, chú trọng chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh ở các cấp học, tăng cường các nguồn lực bảo đảm việc dạy và học theo tinh thần đổi mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện quyết liệt chủ trương xóa phòng học tạm, phòng học xuống cấp, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định. Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng dạy và học, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để sửa chữa xây mới nhiều phòng học trên địa bàn huyện trước thêm năm học mới. Từ năm 2018 đến nay, huyện Tiên Lữ xây mới thêm 121 phòng học và các phòng chức năng, trong đó bậc mầm non 27 phòng học, tiểu học 62 phòng, trung học cơ sở 32 phòng, tổng kinh phí xây dựng trên 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Ngoài ra, các địa phương đã chủ động tích cực huy động xã hội hóa từ nhân dân để đầu tư thêm cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đến nay, toàn huyện đã có 23 trên 44 trường đạt chuẩn, phấn đấu cuối năm 2019 có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Với 23 năm gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo hát văn, vì thế từng tiếng đàn, nhịp phách cùng những câu hát đã thấm đẫm và trở thành niềm đam mê của anh Phạm Văn Xuyên, chủ nhiệm câu lạc bộ diễn xướng Chầu Văn Thiên Phú, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đến nay, trăn trở nhất của anh phải làm sao tuyên truyền được vốn quý này của dân tộc cho thế hệ trẻ, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chầu văn là loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của dân tộc gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu và Đức Thánh Trần. Có thể nói nghệ thuật này mang một phong cách âm nhạc độc đáo, khó học, khó hát, nhất là với giới trẻ. Tuy nhiên, anh Phạm Văn Xuyên lại chính thức gắn bó với hát chầu văn từ khi mới 15 tuổi. Những câu văn nhịp điệu trầm bổng, tươi vui, hòa tấu cùng các loại nhạc cụ dân tộc có một sức cuốn hút đến lạ thường với cậu thiếu niên trẻ khi đó. Quyết tâm tìm hiểu, sưu tầm và học hỏi từ nhiều người đi trước trong nghề, niềm đam mê với chầu văn càng ngày càng được bồi đắp thêm. Với anh, điều hạnh phúc nhất ở nghề đó là cảm nhận được nét tài hoa tinh tế của cha ông gửi gắm qua từng lời văn điệu múa, hướng con người tới cái tâm thiện trong cuộc sống. Đã thích cái này rồi thì chắc chắn là phải có tâm huyết, thì mình đi sâu vào. Còn cái làn hát chầu văn này thì nó cứ nó hòa điệu theo nhịp trống này, nhịp đàn, nhịp phách này, nó hòa quyện với nhau, và khi mà nó nhấn nhá được những cái nốt đàn đấy thì nó có cảm giác, nó cái cảm, nghĩa là cái cảm nhận của mình thấy là rất là yêu thích nó, và tôi cũng rất là muốn là truyền lại cho các lớp trẻ, giới trẻ bây giờ. Ngôi nhà tại xã Quang Sơn thường xuyên có các bạn trẻ tìm đến học hát văn và sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc. Ngần ấy năm theo nghề nên anh Xuyên nắm rất rõ kỹ thuật chi tiết của từng lề lối hát văn, am hiểu và sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ. Không chỉ truyền lại những kinh nghiệm, anh còn truyền cảm hứng cho học viên, niềm đam mê. Hát văn vì thế một cách tự nhiên được bảo tồn và lưu giữ bởi những người rất trẻ nhưng có chung một tâm huyết, tình yêu với nghệ thuật dân tộc. Khi quá trình học hành với cả chú thì em rất thích cái tính cách của chú dạy, rất là thẳng thắn và là một người rất là phóng khoáng trong cái việc mà chỉ bảo học trò. Với những đóng góp trong việc phát triển nghệ thuật hát chầu văn, anh Xuyên đã được Trung Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích bảo tồn, phát huy văn hóa hát sướng dân gian và nhiều giải thưởng khác. Quan trọng hơn cả là từ niềm đam mê hát văn, anh đã truyền lửa cho các bạn trẻ để tôn vinh, giữ gìn, quảng bá, đưa hát văn song hành và sống mãi trong đời sống đương đại. Toàn tỉnh Nam Định hiện có 870 đội văn nghệ quần chúng, 60 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Với sự đầu tư nghiêm túc, phong trào văn nghệ quần chúng ở các địa phương trong tỉnh phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ở nhiều địa phương, các lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, dân vũ miễn phí do các nghệ nhân văn hóa, văn nghệ dân gian được tổ chức thường xuyên đã thu hút đông đảo học viên tham gia. Từ các lớp truyền dạy, nhiều thành viên đã trở thành những hạt nhân truyền lửa nghệ thuật truyền thống. Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Để phát huy vai trò của phong trào văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ, tổ đội văn nghệ quần chúng hoạt động hiệu quả. Từ việc hỗ trợ đạo cụ, loa đài, trang phục tới việc đầu tư nghiên cứu, xây dựng các tiết mục nghệ thuật có nội dung phong phú, đạt chất lượng cao, tạo khí thế hăng say trong lao động sản xuất. Cùng với các ngành y tế trong cả nước, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng đang thực hiện nhiều biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa. Để giảm thiểu rác thải nhựa, ngành y tế Hải Dương tăng cường sử dụng thuốc qua đường uống, sử dụng các dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế, bao bì làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, hạn chế sử dụng các vật dụng làm từ nhựa dùng một lần hoặc túi ni lông khó phân hủy trong quá trình phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và tại các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy chế hoạt động của từng cơ sở y tế, thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa khi thu gom tiêu hủy đúng quy định, tiến hành quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, đơn vị cung cấp dịch vụ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa. Các cơ sở y tế triển khai ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, đồng thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và từ hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn hơn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân. Với mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành, nhiều trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào chống rác thải nhựa và nhận được sự ủng hộ trong đội ngũ cán bộ ngành cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Từ hạn chế sử dụng túi ni lông trong cấp phát thuốc, chai nước uống trong các hội nghị đến chai, cốc, bát đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần cho mục đích ăn uống của người bệnh và người nhà. Qua thống kê tại Trung tâm Y tế Từ Sơn, trong 6 tháng đầu năm, lượng rác thải nhựa đã giảm 14% so với cùng kỳ. Có thể thấy phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đang có sức lan tỏa rộng rãi đến từng ngành, từng lĩnh vực. Với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, tin rằng mục tiêu giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy đến năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh hoàn toàn có thể đạt được. Qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Nguồn chất thải có nguồn gốc từ nhựa ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có xu hướng ngày càng gia tăng và khó kiểm soát. Đây chính là mối nguy hại làm ô nhiễm môi trường, đe dọa tới sức khỏe con người. Chính vì vậy, việc kiểm soát loại chất thải nhựa này đang trở thành vấn đề cấp bách đối với các cấp, các ngành và người dân của huyện. Ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường, huyện Kim Sơn chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa. Tích cực tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung. Tại thị trấn Bình Minh, Hội Phụ nữ thị trấn đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng tham gia các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Đồng thời khuyến cáo sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong các hoạt động hàng ngày. Thông qua phong trào chống rác thải nhựa đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm sáng tạo và có sức lan tỏa trong cộng đồng, như thực hiện tái chế chai nhựa đã qua sử dụng làm thành chậu hoa, bình cây cảnh để trang trí, góp phần làm cho không gian sống trở nên xanh, sạch đẹp. Chúng tôi có cái hỗ trợ cho chi hội làm điểm là mỗi một hộ gia đình ở khu dân cư đó là một cái làn nhựa, và hội cũng hỗ trợ tiếp cho, tức là mỗi một hộ gia đình là 3 cái túi bả dí để thay thế cái túi ni lông đi chợ để mua hàng. Đến thời điểm này thì qua cái việc mà tuyên truyền vận động thì cái công tác vệ sinh môi trường, mà đặc biệt là cái công tác của tuyên truyền để hạn chế sử dụng túi ni lông thì được nâng lên rõ ràng. Tăng cường kiểm soát chất thải nhựa và ni lông, góp phần bảo vệ môi trường đang dần tạo sức lan tỏa lớn ở Kim Sơn, qua đó góp phần nâng cao ý thức về giữ gìn, bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ đó, nhiều con đường bê tông được xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ đó, nhiều con đường bê tông được xây dựng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và cải tạo hơn 4.200 km đường giao thông nông thôn các loại, với tổng vốn đầu tư trên 4.822 tỷ đồng. Trong đó, trên 950 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, số vốn còn lại do nhân dân đóng góp và tài trợ. Hệ thống đường giao thông nông thôn toàn tỉnh hiện có tổng chiều dài trên 14.200 km, trong đó gần 8% là đường nhựa, 40% đường xi măng, còn lại là các loại đường khác. Thời gian qua, hoạt động kinh doanh của các bến bãi ven sông trên địa bàn tỉnh Nam Định tồn tại nhiều bất cập, vi phạm luật đê điều, tác động tiêu cực đến hệ thống đê, cản trở dòng chảy vào mùa mưa lũ. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, toàn tỉnh có hơn 280 vị trí bến bãi trên các tuyến sông hoạt động, chủ yếu là bốc xếp hàng hóa, đóng mới phương tiện thủy. Trong số gần 220 bến đang hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, hiện nay mới chỉ có trên 50% số bến được cấp phép, có tổ chức hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Các bến còn lại hoạt động không phép, hình thành tự phát chủ yếu dựa vào các điều kiện tự nhiên sẵn có. Trong đó, một số bến bãi vi phạm hành lang bảo vệ cầu, đường bộ, hành lang bảo vệ đê điều. Một số bến có hành vi cải tạo trái phép gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Chủ bến không chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh bến bãi. Tàu thuyền ra vào, bốc xếp hàng hóa đa số không có đăng ký, đăng kiểm. Các phương tiện chuyên chở đường bộ ra vào các bến bãi thường xuyên không chấp hành quy định về tải trọng phương tiện, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Nhiều bến bãi đã được cấp phép về cơ bản đầu tư, thiếu đồng bộ, năng lực khai thác, xếp dỡ kho bãi, giao thông kết nối còn hạn chế. Việc quản lý phương tiện ra vào, bốc xếp hàng hóa còn thiếu chặt chẽ. Nhiều phương tiện không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, tải trọng hàng hóa và các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm xử lý các bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh từ tháng 4 đến cuối tháng 5 năm 2019, đã phát hiện 14 cơ sở vi phạm, phạt tiền gần 60 triệu đồng với các lỗi: không có giấy phép hoạt động, không thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng nội dung đăng ký, bến bãi tập kết không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc sử dụng sai mục đích thuê đất, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.